À, khi nghĩ vậy thì đó là trong cái sự đối thoại trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan hỏi Phật, nói rằng tánh nghe nó không có sanh không có diệt, tức là nó thường hằng, thì tại sao người ngủ lại không nghe? Thì Phật nói người ngủ vẫn nghe. Quý vị nghe cái đó khó hiểu không? Nếu người ngủ không nghe thì kêu không có cái giật mình, phải không? Kêu không có thức, mà tại vì sẵn nghe cho nên kêu thức. Bởi vì sáu cơ quan mắt tai mũi lưỡi thân ý khi mở ra thì nó sáng, cho nên đối với cảnh ở ngoài nó có cái nhạy cảm, nó lẹ làng. À, khi mình ngủ thì đóng nó lại, đóng lại thì nó hơi tối tối, cho nên phải có cái gì nó làm cho mạnh thì mình mới mới thấy mới nghe. Thí dụ như quý vị đưa ngủ trong phòng có cái đèn sáng rồi tắt đèn ngủ, tới chừng bất thần ai bật đèn lên cái mình giật mình. Tại sao giật mình? Thì tại thấy sáng mình giật mình, thấy không? Thành ra khi ngủ thì tưởng nhắm mắt là không thấy, nhưng mà sự thực cũng là thấy. Rồi khi thức mình ở khi ngủ mình tưởng như là ngủ không nghe nhưng mà vẫn nghe, nhưng mà cái nghe nó yếu đó. Mấy cơ quan đóng cửa cho nên nó yếu đi, nó không có bằng lúc mà mở. Nên tôi thường nhắc quý vị, tôi nói rằng mình tới nhà của một người quen, nhà ta đóng cửa, thì đóng cửa nữa mình vừa ấn chuông cái rèn cái thấy có người ra mở cửa thì biết trong nhà có người thường trực hay là không có. À, nếu không có thì ấn chuông một buổi nhưng không có ai mở, thấy không? Vừa ấn chuông là ta mở, tức là có người ở trong nhà sẵn rồi. Thì cũng như vậy, nếu mà vừa có cái tiếng động mạnh thì mình giật mình thì tức là cái nghe nó trực sẵn đó chứ gì, phải không? Nếu nó không có trực sẵn đó làm sao giật mình? Như vậy thì cái thấy cái nghe trong các cơ quan nó sẵn, mà tại vì khi ngủ khác là vì mình đóng các cơ quan lại, khi thức nó nhạy hơn tại vì mình mở, chứ không lúc nào thiếu. Như vậy thì thấy là biết, nghe là biết, cho tới cảm xúc là biết, vân vân. Cái biết là hằng hữu ở nơi mình, nhưng mà mình quên cái biết đó, mà mình chỉ biết cái biết suy nghĩ, biết cái biết khi mà chạy theo âm thanh sắc tướng đó, chứ không biết cái biết hằng hữu đó. Mà cái biết hằng hữu đó nó không phải là cái tướng sinh diệt, cho nên nó không có phải vô thường, thì cái đó mới là cái chân thật của mình. Nếu ai đi đâu lúc nào cũng biết cái biết hiện hữu đó, nó hiện sờ sờ không có vắng không có thiếu, thì như vậy trong khi đi khi làm việc mà thường thường tu cái gì, Như Lai thanh tịnh thiền đó, đó là đương tu cái Như Lai thanh tịnh thiền. Rồi nhìn thấy người, nhìn thấy vật, nhìn thấy tất cả cái bên ngoài, là mỗi cái gì mình cũng biết đó là duyên hợp, không có thực thể. Thấy rõ không có một cái gì để cho mình dính, không có cái gì để cho mình nhiễm, thì đó gọi là Như Lai thanh tịnh tọa, đi mà tọa đó. Như vậy thì nếu ngộ được cái thiền này thì đi đứng nằm ngồi đều thiền hết, phải không? Còn mình chưa ngộ thiền này, ngồi mà kềm chế mấy cái chú vọng tưởng cũng cực ghê lắm. Nói như vậy thì quý vị thấy chúng tôi luôn luôn chủ trương là theo cái hướng của lục tổ dạy, mà rồi bắt Phật tử cũng như tăng ni ngồi thiền thì có trái không? Nếu mà quý vị ngộ được như tổ nói vậy thì thôi đừng ngồi, đi đâu cũng thiền hết. Mà chưa ngộ được vậy thì thôi chịu khó ngồi giùm tôi một chút, ngồi đặng cho đừng có đối với sáu trần. Mà đối sáu trần mình không có xúc chạm thì tất nhiên mình dễ buông xả cái tâm hơn. Chứ còn nếu mà đối diện xúc trần sáu trần mà mình chạy mình dính thì buông xả khó lắm đó. Vì vậy cho nên cái hoàn cảnh của tổ là hoàn cảnh khác, còn hoàn cảnh của chúng ta là hoàn cảnh khác.
Bởi vì tổ ngộ được rõ ràng nơi mình có cái pháp thân hiện tiền, cho nên đi đâu cũng không có rời pháp thân. Vì vậy mà gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Và biết rõ các pháp bên ngoài duyên hợp không có thực thể, tức là các pháp không tịch, cho nên đi chỗ nào làm cái gì cũng là Như Lai thanh tịnh tọa hết. Đó. Thì đối với tổ tột cùng không được, cũng không có chỗ chứng. Tới chỗ tổ cùng thì không có được mà cũng không có chứng. Tại sao? Vì cái pháp thân là hiện hữu của mình. Bây giờ ví dụ như tánh nghe của quý vị nó thường nghe vậy, rồi bây giờ mình muốn tìm cho được tánh nghe, quý vị tìm được không? Nó sẵn đó tìm đâu, phải không? Mà nó sẵn đó được cái gì? Mà chỉ có cái quên, chỉ lo nghe tiếng mà quên mình có cái hay nghe, phải không? Đó. Chỉ nói có tiếng động là có nghe, không động là không nghe. Đó là mình chỉ biết cái bên ngoài mà không biết mình. Bây giờ khi nào nghe gì thì nói, lời nói hay là những cái tiếng động của sự vật mình nghe rõ ràng, nhưng mà mình biết mình đang nghe. Tất cả tiếng nó không quan trọng, bởi vì hai cái phàm phu và thánh nhân nó không có xa. Nếu nhớ tánh nghe mà không kẹt tiếng thì đó là thánh, còn nhớ tiếng mà quên cái nghe là phàm. Đó. Vì nhớ tiếng cho nên phân biệt tiếng hay, tiếng dở, tiếng dễ thương, dễ ghét đủ thứ hết, phải không? Phải nhớ tiếng người ta cho nên mà dễ thương rồi cũng dễ ghét. Bao nhiêu chuyện cãi vã hơn thua là do nhớ cái gì? Nhớ cái tiếng. Người đó nói câu đó là nói nặng mình, nói câu đó là khinh mình, vân vân. Còn nếu mình cứ nghe ai nói thì cứ nói mà biết mình đang nghe đây, thì nói gì qua thôi, nhớ mình đưa nghe thì sao? Thì có cái gì? Như vậy thì nếu mà nghe tất cả mà không có cái dính với cái tiếng á, thì đó là thánh nhân. Còn nghe mà chỉ nhớ tiếng mà không nhớ cái nghe thì đó là phàm phu. Đơn giản vô cùng. Quý vị thấy dễ tu được không? Rất là dễ. Chỉ đừng có chạy theo tiếng mà biết mình đương nghe. Đừng chạy theo sắc mà biết mình đương thấy. Thì như vậy đó là lúc nào cũng tu hết. Tu mà không thấy tu gì hết, không có lần chuỗi, không có gõ mỏ, không có tụng kinh mà đang tu. Còn mình lần chuỗi mình gõ mỏ tụng kinh, nhưng mà vừa nghe cái tiếng gì ngoài cái muốn quên, nhớ tiếng mà quên gõ mỏ, quên lần chuỗi. Đó. Thì vậy đó là cái tu mà dường như tu sơ sài, nó chưa có thực tu, phải không? Nói như vậy để cho quý vị thấy cái đó là cái sẵn của mình thì nói gì là được, mà cái đó là cái sẵn của mình thì nói gì là chứng. Cho nên nói không được, không chứng. Đó là quý vị tụng bát giả nhớ đó, vô sở đắc đó là không có được. Bởi vì cái gì ở ngoài mới gọi là được, ở ngoài mới có thể là chứng. Còn mình sẵn có thì nói gì được, nói gì chứng. Mà đã không được không chứng thì nói gì là ngồi hay không ngồi, phải không? Đó, đó là cái đặc biệt của lục tổ.